Hôm nay đúng là ngày 30 Tết thì Trường Giang đang có mặt tại chùa Phật giáo Đại chúng thành phố Boston để tường thuật lại buổi đêm giao thừa cùng với các Phật tử trong chùa cũng như là gia đình Phật tử của gia đình Phật tử Minh Tâm. Thì các em có muốn trở lời chúc Tết đến quý vị khán giả của Đài PTN không? Chúc mừng năm mới. Dịp Tân Xuân sắp đến, tôi xin cầu nguyện tất cả các vị lãnh đạo tinh thần trong các tôn giáo và trong cộng đồng và các đoàn thể đấu tranh cũng như đồng bào, đồng hương và anh chị em Phật tử cùng nhau đoàn kết để mà đón xuân trong năm mới. Và tôi xin cầu chúc quý ngài và quý liệt vị được thân tâm thường an lạc và sở cầu được như ý và thắng mọi chướng duyên để chúng ta bảo toàn được lãnh thổ của chúng ta, bảo vệ được nhân quyền cho đồng bào ta và xây dựng được dân chủ cho đất nước ta. Đã từ trên 20 năm trước, chúng tôi đã có dịp thưa với quý ngài và quý vị có một số các điều về lãnh thổ, vùng trời, vùng đất, vùng biển và văn hóa của giống nòi ta, cũng như sự bảo toàn của lãnh thổ ta là cái điều mà chúng ta phải nhất trí để mà đoàn kết lẫn nhau, bảo vệ nhau và giữ gìn cho đất đai của tổ tiên chúng ta, tổ quốc chúng ta được bền vững mãi mãi trên lãnh thổ của chúng ta. Vì tôi hiểu rằng tổ quốc tức là dân chúng, mà dân tộc tức là tổ quốc. Tổ quốc là lãnh thổ, tổ quốc là trừu tượng, lãnh thổ và dân tộc là cụ thể. Cho nên trong dịp năm mới của xuân Giáp Ngọ này, tôi muốn là tất cả đồng bào ta nói chung và Phật tử nói riêng phải nhất tâm phụng sự dân tộc, những điều mà chúng tôi đã được thưa với quý vị và các đạo hữu với anh chị em. Riêng về người Phật giáo phải giữ vững niềm tin và nghĩ rằng giáo hội chỉ là một tổ chức của con người. Khi con người sai thì tổ chức của tất cả các giáo hội là tổ chức của con người cũng có cái đúng và cái sai. Nhưng mà sai thì chúng ta làm lại, nhưng chúng ta luôn luôn đặt niềm tin vào giáo hội. Tất cả các giáo hội đều nói rằng con người chết không phải là hết, mà chúng ta thì sống đời này qua đời khác, tổ tiên chúng ta cũng như vậy. Cho nên chúng ta tôn trọng nhân quyền không những của người sống mà còn linh quyền cho người đã mất. Tổ tiên của chúng ta đã tin tưởng mà để cho chúng ta bảo tồn đất nước và duy trì mạng mạch của Phật giáo, của Đạo Pháp và duy trì sự tồn tại của giống nòi và của lãnh thổ. Chúng ta phải làm sao cho tròn bổn phận của chúng ta là người Việt Nam và là người Phật tử. Xin cảm ơn và chúc xuân quý vị. Xin kính chào quý liệt vị. Trang tường thuật từ thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, Trường Giang xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đêm giao thừa tại thành phố Boston và xin hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Đến rồi gieo rắc ngàn hồn hóa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi, đẹp trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối anh.
trong vạt nắng, ngạch xuân tràn dâng, khóm hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng cùng bao muôn xa, bướm say duyên lành thắm tô trời xanh, bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi là. Ta nghe gió về đang thiết tha như muốn tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hoen lời than, sâu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chán chứa, khát khao xuân tươi thái hòa. Cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần, thế gian lắng nghe tiếng xuân nồng, kiếp hoa hết phai đời hương phấn, nào ai hững hờ xuân vẫn ngóng chờ, tới đây nắm tay cùng ca múa, hát lên đón xuân của tuổi thơ. Ta nghe gió về đang thiết tha như muốn tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không quên lời than, sâu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chán chứa, khát khao xuân tươi. Dù chúng ta có nói hay nhắc nhở nhau không về ngày Tết, thì ai ai cũng nghĩ về gia đình, về đất nước Việt Nam của chúng ta. Người khác được, chúng ta chỉ làm được cái việc đó khi chúng ta biết nhau, trở nên bạn bè với nhau, chúng ta mới lo lắng cho nhau và dám hy sinh cho nhau. Hy sinh không hẳn vì tiền bạc của cải vật chất, nhưng hy sinh cả mạng sống của chúng ta cho nhau. Nên thưa ông bà anh chị em, chỉ còn một vài ba tiếng nữa là chúng ta bước qua năm mới. Nên chúng ta cũng nên có một tấm lòng vui vẻ và rộng lượng, và luôn luôn mang cái ánh sáng Chúa Giêsu Kitô
ánh sáng của niềm vui, của sự hy vọng và tràn trề tình bạn ái để trao cho nhau. Nên lạy Chúa, xin Chúa hãy hiện diện nơi đây với chúng con trong những giờ phút ngắn ngủi của năm cũ, trước khi chúng con bước qua năm mới. Xin Chúa hãy thay đổi chúng con để chúng con trở lên những tín hữu luôn luôn yêu thương Chúa